anh em ha. Thì hôm nay em đang ở một khu vực gọi là khu vườn mai của khu anh em Trà Vinh đó anh em. Hôm nay mưa gió quá trời lên em ơi. Ở đây thì nó có khu cũng như khu sinh thái vậy nè, nó có chòi có nhà rồi, mình trâu trong đây thì mưa gió mình cũng sợ đi em ha. Thì đây chắc có cá sát cá cóc rồi nhiều, để mình thử coi nó có cá hay không. Hên xui chỗ này quýnh hên xui thiên nhiên anh em ha. Rồi ra cần anh em ơi, nước tầm khoảng có 2-3 mét nước anh em, nên mà để thấy thôi ha. Em dùng cây Hanin với hàng Khánh Thanh 2.5 cây phao của ngư ông nha, chân dài chút xíu, phao tổng hợp bỏ đi quýnh cho trời này lấy quýnh luôn. Rồi ok, trục 3 chấm be thẻo thì be 0.6 đại đẹp ha. Có gì không một lát mình đổi qua bên thẻo 2 chấm. Khởi đầu của câu ngày hôm nay của em là con cá hà em ha. Cá to hơi to đó em ơi. Con này hơi sai hơi khủng nè. Con đầu tiên nha anh em. Quá phê. Nha anh em ha. Chập. Rồi, thế mà chập mà. Con chủ vui tính lắm em. Mình câu cái chủ cũng sao cũng kêu mình chụp con cá. Tại mình không quen câu cá sát anh em. Nó dễ gất lưỡi lắm. Tại ăn nhíu 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 không à. Ở đây chủ là cá sát gì nữa ha. Rồi ngồi mình nghe ông chủ kể chuyện nó cũng tiếu lắm nè. Nè anh em nghe thử ông chú này ông kể chuyện gì cho anh em mình nghe nha. Ông chú chủ cái sạp này đúng là chất là người miền Tây sông nước luôn nè. Vui vẻ hòa đồng kể mấy chuyện chú Lâm không à. Thì hôm nay em câu đây thì câu được khoảng cỡ đâu đó khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ thì bắt đầu nước nó bắt đầu giật cái đồng anh em ha. Thì em không làm clip xuyên suốt cho anh em được, phải di chuyển những đầu bờ. Thì em thấy khu vực này thì cá nó cũng tương đối là nhiều nè, cá sát là nhiều nhất. Trong khi đó mình có cá he, có anh em có nãy có lên được một con ép mội nữa anh em. Ngoài ra thì hôm nay em cũng chưa được may mắn không để săn được con hàng nào hơi to to. Rồi anh em nào có nhu cầu mà tìm cái chỗ mà thoải mái yên tĩnh đẹp thì anh em hãy ghé vườn mai chơi anh em ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn anh em trong video tiếp theo nha. Chắc đó.